Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện Dũng sĩ Hepman. Và chúng ta sẽ sống lại những ký ức tuổi thơ ở những câu chuyện tranh như này. Dũng sĩ Hepman, tập 1, cuộc vượt ngục do Hùng Lân phóng tác theo phim hoạt hình của Hepman. Đây là một câu chuyện nói về một robot kỳ lạ có tên là Hepman, được mệnh danh là người che chở của vũ trụ. Voltron là một con robot khổng lồ thuộc hành tinh Arus xa xôi, do 5 con bánh sư bằng máy ghép tạo ra các chìa khóa đặc biệt mà chỉ có một vị thống lãnh của hành tinh Arus mới có được. Câu chuyện xảy ra vào năm 2250 khi con người đang thống lĩnh và cự ngu tại thiên hà Garrison, nhận được tin cấp báo từ vũ trụ và hành tinh Arus đang gặp nạn, thì thiên hà Garrison bèn cử một đội bay gồm 5 người bay tới Arus để tìm cách giải cứu. Và trong phim hoạt hình thì dũng sĩ này tên là Voltron. Thế nhưng đây là câu chuyện mà được Hùng Lân phóng tác lại, được trình chiếu tại Việt Nam. Thế nên có tên là Hepman. Thật vậy à? Nếu vậy thì đội bay của chúng ta có thể gặp nguy hiểm. Người khác tiếp lời vào: bọn Zoom là một quái thú cố vật vô cùng tàn ác. Chúng đang âm mưu chống lại vũ trụ bằng sức mạnh của mình. Các ngài hãy bình tĩnh. Tôi đã đoán trước được là bọn Zoom gây ra và tàn phá này, nên tôi đã gửi một đội có 5 người bay với dụng ý là... Dụng ý là gì, thưa chỉ huy? Các ngài quên rằng ở Arus có một con robot tên là Hepman hay sao? Đúng rồi, như vậy tại sao Arus lại bị tàn phá nhỉ? Chính tôi cũng đang thắc mắc về điều này. Vì có lẽ một lý do nào đó mà nên robot Hepman không thể nào hoạt động được, nên tôi đã cử đội bay gồm 5 người đến đó để tìm cách phục hồi robot ấy có thể chiến đấu và chống lại bọn Zoom. Đội bay của thiên hà Garrison gồm có 5 người. Chỉ huy trưởng là Kip, một thanh niên thông minh sáng dạ. Anh chàng Hóc có sức mạnh phi thường. Cô bé Speck có nhiều khả năng khác thường. Sergeant, chuyên gia về tâm lý học và khảo cổ. Và người cuối cùng là Plan, một con người ngang bướng nhưng mà rất là dũng cảm. Trong lúc ấy thì phi thuyền do Kip chỉ huy đang tiến về hành tinh Arus. Mọi người hãy sẵn sàng, chúng ta cần phải tiến hành mục tiêu. Phi thuyền lao đi một chút nhanh hơn và hành tinh Arus đang hiện rõ trên màn ảnh của phi thuyền. Kip kêu lên kinh hoàng: trời ơi, chúng ta đã đến muộn rồi. Quả thật, khi phi thuyền tiếp cận với hành tinh Arus thì hành tinh này chỉ là một những đống đổ gạch, đổ nát và tan hoang. Trên mặt đất vẫn còn bốc khói, thế nghĩa là kẻ địch của chúng ta chưa thể đi xa được. Tôi đề nghị chúng ta phải gấp rút để đuổi theo chúng. Vâng, xin tuân lệnh chỉ huy. Chiếc phi thuyền liền phóng lên, băng qua tầng khí quyển, rồi lao vào một không gian sâu thẳm. Bất ngờ, này Kip, có một vật thể lạ tiến vào chúng ta. Kip liền ra đó: tất cả chuẩn bị chiến đấu, có thể là bọn địch đấy. Nhưng không còn kịp nữa thì vật thể lạ đã tiến gần. Đó là một phi thuyền của bọn Zoom. Chúng phóng một tia điện từ cực mạnh hút vào con tàu. Kip và đội bay không thể nào điều khiển con tàu được nữa, vì luồng điện từ cực mạnh lên phi thuyền lạ đã hút con tàu của Kip về phía nó. Chỉ một vài giây, con tàu của Kip đã bị khóa chặt trong gọng kiềm của phi thuyền lạ. Khi ấy, tại lâu đài của bọn Zoom ở phía trên hành tinh Arus: nào, chúng ta hãy ăn mừng chiến thắng, hoan hô thủ lãnh. Mãi vui lên thủ lãnh bọn Zoom không để ý tới một phù thủy đang ngồi một trong góc. Mụ bèn lên tiếng: chưa vội mừng đâu, ngài thủ lãnh ạ. Mụ định nói gì, bà già nom khom kia? Chừng nào mà chưa tìm được tiêu diệt robot Hepman thì ngài chưa phóng thống lĩnh vũ trụ được đâu. Robot Hepman à, ha ha, nó đã mất tác dụng rồi, còn đâu nữa mà chúng lại chúng ta. Nhưng sớm muộn gì thiên hà Garrison cũng cho người đến phục hồi nó được, ngài đừng có vội mừng. Ngay lúc ấy có tiếng đại bàng báo động: có chuyện gì thế? Trên tiếng điện đàm nói: báo cáo thủ lãnh, chúng tôi đã bắt được phi thuyền cùng với đội bay 5 người của thiên hà Garrison. Ha ha ha, tôi đã nói đúng mà, người ở thiên hà đã tới rồi đấy. Thế thì tốt lắm. Được rồi, chúng ta sẽ dùng chúng làm con tin, mở đường cho việc tấn công thiên hà Garrison. Một lúc sau, phi thuyền đã về tới lâu đài bọn Zoom. Kip và các bạn bị nhốt riêng ở thành tinh với các tù binh Arus khác. Thủ lĩnh Zoom liền ra lệnh: mang tù binh Arus cho bọn độc giác ăn thịt, nó đang đói lắm rồi đấy. Độc giác là một con quái vật khổng lồ, mình người, đầu khủng long và có một sừng. Bọn Zoom nhờ có hắn nên dễ dàng xâm lăng mọi vùng đất khác trên vũ trụ. Các tù binh kêu lên: trời ơi, chết tôi rồi. Lúc ấy tại phòng giam, không biết bọn bắt cóc chúng ta là ai vậy nhỉ? Dù là ai chăng nữa thì chúng ta cũng khó mà thoát được, Speck tiếp lời. Hóc bèn nhìn lên phía trên:
Sao lại không? Trên có cái cửa sổ song sắt mà thoát ra ngoài là xong. Đúng vậy, Spike, em thử nhảy lên nó xem sao. Spike nhảy nhún một cái, đã bay vút lên cao, bám vào khung cửa sổ. Lúc ấy, một lũ đại bàng mang các mẫu xương người do độc giác xương ăn thịt bay qua đó. Trông thấy Spike, chúng liền xà xuống tấn công. Nhưng mà Spike đã kịp thời chống trả. Lũ đại bàng bay đi mất, làm các mẫu xương rơi xuống. Kíp vội chạy lại. Đúng là bọn Zom rồi, chúng có tiếng là bọn ăn thịt người mà. Vậy thì chúng ta phải tìm cách thoát khỏi nơi đây thôi, càng sớm càng tốt. Lúc ấy có tiếng chân của bọn lính đi tuần bên ngoài. Xịt, trật tự. Nét mặt Kíp và các bạn vô cùng căng thẳng khi sợ bọn lính ập vào. Song tên lính chỉ đi ngoang chỗ đó mà có mỗi tiếng mỗi chân mỗi lúc một xa dần. Sau đó Spike liền quăng sợi dây bằng vải xuống. May quá, thế là yên chuyện. Chút xíu nữa là hỏng việc rồi. Này Hóc, cậu leo lên trước đi. Yên tâm đi Kíp, với đôi tay này thì song sắt cũng phải chịu nghe lời tớ. Hóc liền bám dây leo lên thoăn thoắt. Hê, hey, được rồi. Hóc gồng lè kéo thanh làm đôi, song sắt từ từ giãn ra. Đố rồi đó, chui ra ngoài đi Spike. Sau đó mọi người lần lượt leo lên. Hóc chui ra ngoài, nhưng mà độ cao quá làm cậu choáng váng. Trời ơi, ghê quá, té xuống thì nát xương. Cẩn thận đấy, coi chừng té bây giờ. Kíp cùng các bạn vừa chui ra được và men theo sườn núi. Bây giờ chúng ta hãy thòng dây xuống ở tầng dưới rồi leo xuống từng người một nhé. Mọi người lần lượt leo xuống. Nhanh nhanh, lũ đại bàng đã trông thấy chúng ta rồi. Quả thật, lũ đại bàng đã trông thấy liền lao xuống tấn công. Mau lên Kíp ơi. Mọi người đành phải chống trả một sức hết sức quyết liệt. Spike bất ngờ bị một con cắp lấy mang đi. Bám theo mau lên các bạn. Thế là mỗi người bám lên chân một con đại bàng, bay đi thoát khỏi lâu dài lâu đài của bọn Zoom. Bay được một lúc thì Hóc quá to và nặng nên con đại bàng không thể chịu nổi. Đại bàng hất mạnh Hóc văng ra ngoài. Hóc lảo đảo rơi xuống mặt đất với tốc độ chóng mặt. Á, may cho Hóc là Spike đã kịp đưa tay ra và nắm lại. Nhưng ngay cả Spike cũng không chịu nổi, một tay tuột ra khỏi chân đại bàng. Thế là cả hai người cùng rơi xuống đất. Phía dưới là một nghĩa địa đầy những xương người trắng hếu. May quá, nhờ khoảng cách cũng gần nên là chúng ta khỏi bị nát xương. Kíp và các bạn cũng bị lũ đại bàng hất văng xuống sườn núi. Tất cả các bạn không sao chứ? Tạ ơn Chúa, thế là chúng ta thoát nạn. Không dễ dàng như vậy đâu, đây vẫn là lãnh địa của bọn chúng và chúng ta có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào. Mọi người hãy leo theo tôi, trở lại lâu đài tìm bọn chúng, cướp lên một con tàu và bay ra khỏi đây. Kíp nói đúng đấy, chúng ta hãy đi thôi. Kíp và mọi người không chần chờ và lên đường đi ngay. Lâu đài của bọn Zoom kia rồi, chúng ta phải thật thận trọng. Một lúc sau, mỗi người nhảy lên, mau lên. Kíp tiến vào trong thảm thính. Xuyệt, phi thuyền kia rồi. Bất ngờ, tất cả các cửa ra vào tự động đóng sập xuống. Nguy rồi, chúng đã kịp báo động chúng ta. Kíp nhanh nhẹn thoát được sang phòng bên trước khi cánh cửa bị kẹp chặt. Chưa định thần tới thì một loạt ám khí lại lao đến. Kíp phải lẹ lắm mới thoát và tránh được. Đột nhiên mở cửa ra và bọn lính ùa đến, chân tay cầm các loại vũ khí. Không còn cách nào khác nữa, chúng ta phải mở được máu thoát khỏi đây mau. Tấn công. Cô bé Spike cũng không chịu thua các bạn. Bốp. Dù chiến đấu bằng tay không, nhưng mà các bạn của Kíp vẫn chiếm ưu thế hơn nhờ mọi người rất là giỏi võ. Kia ai? Chết này. Kia. Bốp bốp. Chỉ một lúc sau, bọn lính đã bị đánh gục hoàn toàn. Hurra, chúng ta thắng rồi. Đừng vội mừng, phải nhanh chóng thoát khỏi đây thôi. Mọi người nhanh nhẹn chạy đến bên con tàu. Có tiếng na của bọn viện binh từ phía chúng ta, nhưng mà đội bay đã kịp nhảy vào con tàu. Sau đó, cửa con tàu đã tự động đóng lại và hạ xuống đóng chặt lại. Kíp và các bạn nhanh nhẹn nhảy vào phòng điều khiển. Khởi động mau. Bọn lính tỉnh dậy dựa theo mọi người. Nhưng mà may quá, Kíp đã kịp ấn nút phóng. Động cơ gầm lên, con tàu chạy dọc theo đường băng và lao thẳng, rồi lao ra ngoài. Huza, bay được rồi. Kíp, coi chừng tòa nhà phía trước. Nhưng không còn kịp nữa, phải phóng xuyên qua thôi. Ầm. Một tòa lâu đài vỡ nát, đổ đá sập xuống. Thủ lĩnh bọn Zoom hốt hoảng hỏi: có chuyện gì vậy? Tên chỉ huy được cấp báo, hối hả chạy vào đại sảnh. Thưa thủ lãnh, nguy rồi, bọn chúng đã cướp một con tàu của chúng ta. Tên chột mắt kia, mày thật là đáng chết. Còn chần chừ gì nữa mà không đuổi theo ngay.
Ha ha, còn lâu chúng mày mới thoát được. Dàn phóng tia laser tự động mở cửa rồi khai hỏa. Vút. Con tàu của Kip bị trúng đạn lảo đảo trong không gian. Kip ráng chịu đau, giữ thật chặt tay lái. Song bọn Zoom vẫn tấn công tới thấp. Nguy rồi Kip ơi, tớ không thể nào chịu nổi nữa, nóng quá. Cố lên đi các bạn. À, song Kip cũng không chạy tài nào chịu nổi. Con tàu bị trúng đạn rất nặng, bay lơ lửng trong không gian. Cả đội bay đều mê man trong khoang lái. Nhưng mà may quá, một lúc sau, từ dưới đất có một luồng sáng xoắn ốc phóng lên con tàu. Kip không thể biết rằng nguồn sáng ấy đến từ miệng một con sư tử bóng đá phóng lên bầu trời. Luồng sáng ấy cuốn hút con tàu và đưa nó cân bằng trở lại. Nhờ vậy mà sau đó mọi người đã hồi tỉnh. Ủa? Các bạn ơi, có ai đó đã cứu chúng ta. Mọi người hãy chữa cháy đi. Không còn đâu, không còn lâu nữa đâu, nào phi thuyền sẽ nổ tung ra đấy. Thế là mọi người bắt tay vào việc chữa cháy con tàu. Khi khói tan, mọi người nhìn kêu lên, reo lên. Nhìn kìa, lâu đài bánh sư. Đúng rồi, có tượng sư tử ở tháp đấy. Nếu tôi không nhầm thì đây là nơi cư ngụ của robot kỳ lạ có tên là Hetman, người biệt danh là người che chở vũ trụ. Robot Hetman. Nhưng mà robot Hetman là ai? Vì sao nó không thể hoạt động để che chở vũ trụ? Này các bạn, từ từ để tôi kể cho mà nghe. Cách đây không lâu thì tại quốc vương Arus, người thủ lãnh của đô đài bánh sư này, sáng tạo ra 5 con robot bằng máy rất kỳ lạ. Mỗi khi gặp nguy hiểm thì mỗi con bánh sư đều thúc dậy và rời khỏi nơi ở, rồi lao về một phía, rồi sau đó cùng bay vào vũ trụ như là 5 cánh của một ngôi sao. Ở đấy nó nhận được một nguồn điện đặc biệt, các robot bánh sư đều lớn dần ra. Rồi 4 con bánh sư thu chân thu tay lại, rồi ghép vào mình con đại bánh sư ở giữa. Rồi sau đó đầu con đại bánh sư há ra và một đầu người xuất hiện. Thế là 5 con robot bánh sư đã trở thành một. Đó chính là robot Hetman. Khi robot Hetman chập tay lại thì một nguồn sáng ánh lên, kéo dẫn nguồn sáng ấy ra, trở thành một gương ánh sáng vô cùng lợi hại. Nhờ vũ khí lợi hại đó mà robot Hetman đã chiến thắng tất cả các con quái vật trong không gian, đảo bảo vệ hành tinh Azoth và vũ trụ. Sau khi hoàn thiện nhiệm vụ của mình thì robot tự tách ra và bay về vị trí như cũ. Này Kip, như vậy thì con robot ấy đâu? Vì sao hành tinh Arros lại bị tàn phá như thế? Tôi cũng đang thắc mắc điều này và chúng ta cần phải đáp xuống Arros để tìm hiểu xem thế nào. Bất ngờ, lại bọn Zoom nữa kìa. Chúng đang bắt đầu tấn công kìa. Nhưng mà không kịp nữa nên con tàu của Kip bị trúng đạn rồi bốc cháy dữ dội. Tất cả ngồi vào ghế mau, chuẩn bị phóng ra bên ngoài. Con tàu không điều khiển được nữa và phải lao đầu vào núi đá. Khi phi thuyền đâm vào núi đá, nhưng Kip đã kịp bấm nút để 5 chiếc ghế lao ra ngoài. Mọi người đều cố gắng chịu đựng với lực xoay của đà quán tính rồi rơi xuống đất. Cô bé Speck thì nhảy xuống đất an toàn, thế nhưng chú Mập Hóc thì cắm đầu xuống đất. Hi hi, ai kêu mập quá làm chi? Hừ, còn chọc quê thứ được hả? Khi Kip và các bạn quay lại, các bạn không sao cả chứ? Bất ngờ, có chừng kia Kip. Kip vừa cúi xuống thì một loạt tên lửa bắn ra như mưa. Này Kip, trong này có hang kìa. Ê Hóc, coi chừng. Ái da, Hóc bắn sống chết ôm dao lao đến. Mấy người trong hang hoảng sợ chạy sâu vào trong. Khoan đã Hóc, dừng lại đi. Tớ hiểu ra rồi, họ là dân Arros, nầm tưởng chúng ta là bọn Zoom nên tấn công đó thôi. Đúng rồi, phi thuyền của chúng ta là cướp của bọn Zoom mà. Bây giờ chúng ta hãy tìm đường vào trong lâu đài để tìm hiểu sự việc này. Thế là mọi người đi suốt đêm xuyên qua những rừng cây vắng lặng. Bất ngờ có tiếng gầm rú của tàu vũ trụ. Xuyệt. Hừm, chúng vẫn tin là bọn ta đến tuần tra đây. Này Kip, hình như có tiếng ai ở phía trước, để tớ đến xem thế nào. Trong lùm cây thì bất ngờ phóng ra một bóng to xù và lao đến người Plan. Hừm, chúng đang gài bẫy thám thính chúng ta nữa chứ. Thế thì chúng ta phải đi ngay thôi. Sáng hôm sau, nhìn kìa, lâu đài bánh sư kia rồi. Thế là mọi người đánh lao đến. Một lúc sau thì mọi người đã đến lâu đài bánh sư. Làm sao qua được bây giờ? Dường như bên trong lâu đài đã biết trước, lên cầu chắn từ từ hạ xuống, rồi nối với hai bên bờ kênh cho mọi người đi qua. Lúc này các bạn và Kip cùng bước qua và tiến vào lâu đài. Các bạn và Kip đâu biết rằng ở phía trên cao có 4 con chuột đang theo dõi. Vô tình làm đá xuống rớt xuống. Cái gì thế? Đá rơi xuống, em nhảy lên xem kiểm tra như nào.
Rồi Spike bất ngờ nhún mình một cái đã bay vút lên cao. Mấy con chuột nhắt thấy người liền bỏ chạy. Dầm, thế là chúng ta bị nhốt ở đây thật rồi. Nhìn kia kíp, có một đốm sáng xuất hiện đi về phía chúng ta. Mọi người kỳ nhìn kỹ thì ra là một đây cây đèn cầy. Các người là ai? Đến lâu đài này để làm gì? Kíp và các bạn vẫn nắm nắm vũ khí để đề phòng bất chắc. Chúng tôi là người đến từ thiên hà Garrison. Ồ, nếu vậy thì chúng ta là bạn. Tôi là tể tướng của xứ này. Ngài tể tướng, giờ nã đốt có tiếng là thông minh và dũng cảm. Vì sao nay lại trở nên hoang tàn như vậy? Hành tinh Arus của chúng tôi trước đây rất là xinh đẹp, lộng lẫy, không khác gì là một thiên đường. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi quốc vương qua đời. Hành tinh này bị bọn quái vật từ vũ trụ đến tàn phá. Thế robot Hetman của các ông đâu rồi? Sao không mang ra chống cự? Quốc vương qua đời, mang theo những bí mật về việc điều khiển robot Hetman, chúng tôi cũng đành chịu bó tay. Trong hoàng tộc không ai biết nữa hay sao? Quốc vương chỉ có duy nhất một người cô con gái, đó chính là công chúa Nora. Song nàng chỉ là một cô con gái chân yếu tay mềm, làm sao mà đủ sức để đương cự được. Ngài tể tướng, làm sao chúng tôi có thể tin lời ông? Vậy thì tôi xin giới thiệu công chúa Nora, nàng sẽ kể cho các ông tất cả. Chà, nàng ta đẹp thật. Ánh đèn vừa bật sáng lên và công chúa Nora từ từ bước xuống thang lầu. Các anh là ai? Tôi là Kíp, chỉ huy trưởng. Sau khi nghe các bạn giới thiệu tên mình thì công chúa Nora vừa khóc vừa nói. Ngài tể tướng nói đúng đấy. Chúng tôi bây giờ thân cô thế cô, đành chịu bó tay nhìn bọn Zoom tàn phá. Thế cô không biết gì về robot Hetman à? Robot Hetman vẫn còn đó, nhưng không ai biết cách điều khiển nó cả. Bây giờ mọi người mới đặt mấy ngọn giáo xuống đất. Từ bây giờ chúng ta làm bạn rồi. Kíp cúi xuống hôn tay nàng. Cô có thể tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp cô phục hồi robot Hetman để chiến thắng với bọn Zoom. Nhưng chúng ta đâu biết bí quyết điều khiển nó. Mọi người hãy theo tôi vào nhà mổ thử xem quốc vương có để lại gì chăng. Viên tể tướng liền bấm nút. Vách đá mở ra, mọi người tiến xuống tàu hầm. Hầm mộ đây rồi. Viên tể tướng cúi xuống bệ thờ nghiêm trang cúi đầu. Ngài quốc vương đáng kính, nếu ngài cũng linh thiêng thì chỉ chúng tôi biết bí quyết hồi phục robot Hetman để giữ gìn đất nước. Dường như trên bệ thờ có tiếng nói, hãy mở lắp hòm của ta ra thì sẽ nhìn thấy. Công chúa nhìn kêu lên, cha tôi, đúng giọng cha tôi rồi. Công chúa, xin công chúa hãy bình tĩnh lại để xem sự việc như nào. Sau đó mọi người mở nắp ra, xác ướp của quốc vương vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn kìa những chìa khóa. Ồ, những chìa khóa này để làm gì nhỉ? Viên tể tướng ngạc nhiên nói, nạ nhỉ, tôi cũng không biết ai đặt vào nó vào đây làm gì nữa. Ngài tể tướng, nếu tôi không nhầm thì đây là chìa khóa khởi động của robot, nhưng tại sao chỉ có 4 cái? Hóc chỉ tay vào bảo, thế đúng là mất hết một cái rồi, mẫu còn hỏng ở đây. Trời ơi, thế thì ai lấy cắp bí mật nhỉ? Nếu thì làm sao mà đủ hồi phục để robot? Kíp liền lấy chiếc chìa khóa ra và đóng nắp hòm lại. Tạm thời, chúng ta sẽ sử dụng 4 con mãnh sư cũng được. Khi nào tìm ra chiếc chìa khóa thứ 5 thì hãy tính việc hồi phục robot Hetman. Đây là trang phục vi hành, các bạn hãy mặc vào xem. Sau đó, thực sự là vừa vặn, dường như là họ mang sẵn dành cho chúng ta vậy. Này Kíp, dường như bọn Zoom đang luẩn quẩn quanh đây, để em ra thám thính như nào. Đúng giấy Spike, có chuyện gì hãy điện về cho anh biết nhé. Spike cùng lấy súng laser chạy ra ngoài. Quả thật, bọn Zoom đang theo sát nút. Hừm, chúng nó vẫn còn sống, chuẩn bị tấn công. Bọn Zoom liền triển khai đội hình chiến đấu. Dưới đất, lực lượng bộ binh kéo ra dầm dập. Spike bị tấn công ngay từ lúc đầu, xong cô bé cũng kịp thời để chống trả. Á, phải tìm rủ mọi cách. Bọn Zoom đuổi theo, không để cho Spike thoát nạn. Cô bé vừa móc điện đàm ra gọi về trung tâm. Spike gọi trung tâm, bọn Zoom đang tấn công, tiến đánh quân ta. Bất ngờ, cô bé bị một tảng đá hất mạnh vào lưng. Á, sao, chúng có đông không? Spike, Spike, sao em không trả lời? Spike mất liên lạc rồi. Vậy thì mỗi người hãy cầm chìa khóa, chúng ta vào robot bánh sư để chiến đấu. Bốn người còn lại lao về cửa bụng của mỗi con robot bánh sư bằng máy. Chỉ chốc lát, Kíp đã nhảy vào phòng phi hành, trang phục tự động mặc vào. Rồi thang máy tự động nâng lên cao, rồi gắn chiếc xe tốc hành chờ sẵn. Chiếc xe cầu thang xoắn ốc lao vút vào bụng của robot bánh sư. Kíp đặt chiếc chìa khóa vào cổ robot và bắt đầu làm việc. Con robot bánh sư sau khi đã tỉnh giấc
ngủ dài, gầm một tiếng lớn rồi lao ra khỏi núi đá. Liệu Kip và các bạn có thể dùng robot bánh sư để chống lại quận quái vật hay không? Bao giờ mới tìm ra được chiếc chìa khóa thứ 5 để hồi phục robot Sherman? Xin mời các bạn sẽ theo dõi tiếp tập 2 sẽ rõ. Thưa các bạn, vừa rồi là tập 1 của câu chuyện Dũng sĩ Sherman. Sau đây là kết thúc. Còn ngày mai tôi sẽ kể cho mọi người tiếp tập 2. Cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp lại mọi người ở bản tin video ngày mai.